nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện thi đấu cũng như phát triển sâu rộng phong trào với môn cờ tướng cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Kim Trung. Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban dân xã Kim Trung tổ chức khai mạc giải cờ tướng Kim Trung mở rộng lần thứ nhất năm 2024, đồng thời phối hợp với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam ra mắt câu lạc bộ Cờ tướng Bắc Thăng Long. Về dự và động viên có Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đức Hải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Tham gia giải cờ tướng lần thứ nhất xã Kim Trung mở rộng có 94 kỳ thủ đến từ 17 câu lạc bộ thuộc 5 tỉnh thành là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang và Bắc Cạn. Giải thi đấu theo hệ Thụy Sĩ, 7 ván tính điểm. Thắng 1 điểm, hòa 0,5 điểm, thua 0 điểm. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì và 3 giải ba cho các kỳ thủ đạt kết quả cao trong đó với mỗi giải có giải cá nhân, giải đồng đội và giải dành cho các kỳ thủ trên 60 tuổi. Cũng tại buổi khai mạc, thay mặt Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, ông Lưu Đức Hải đã trao quyết định công nhận câu lạc bộ Cờ tướng Bắc Thăng Long là hội viên của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ gồm 5 hội viên do ông Hoàng Quang Khải là chủ nhiệm câu lạc bộ. Như vậy, đến thời điểm này, huyện Đông Anh có hai câu lạc bộ cờ tướng thuộc Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, đó là câu lạc bộ cờ tướng huyện Đông Anh và câu lạc bộ cờ tướng Bắc Thăng Long mới được thành lập.